Em hai phần. Hai phần cho các thí sinh 60. Lên đây nè, quý khách hàng đang đứng lên đây nè. Giờ người ta dọn, người ta bán như vậy thì sao mình để được. Cho nên vì quy tắc thì các thi phải bấm bụng, các thi chịu. Này định bán cái gì nữa vậy ta? Rồi ai mong ok đây đi cay ngon miệng luôn. Rồi ok. Rồi mọi người xong máy sẵn, đi các thi chụp cho. Ok ba tụi em. Cái gì mà cười? Người ta kêu chụp thì chụp đi má ơi, mệt quá. Vô thấp thôi, em đụng. Rồi ok. Ba đi chung luôn hả? Dạ. Đi chung. Ừ. Có dán tiền đi vô luôn không? Ok. Ôi ma. Trời mưa nha bà. Thôi chị vô hình em sợ quá. Ngồi đó coi cái con này. Ok. Cảm ơn rất nhiều. Okay. Đó. Ok. Đây em vô đây, với chị. Cầu đi băng thẳng bên kia phải không? Ừ. Ủa anh đi vô đây biết nhiêu lần anh hỏi gì vậy? Không, ý nói là cái chỗ mà chỗ mới á. Không, chỗ mới là bên Phạm Thế Hiển. Bên quận 8. Chưa. Bán 15 phút được 2 chục tờ giấy số. Chưa được 15 phút. Vô duyên mà bán đắt quá ha. Đau ba, trời ơi là trời. Giỡn đứt mất dạy. Đi ra, xe ra. Không, đau lắm. Đi ra, đi ra. Đừng đụng vô. Không. Đồ của tao đồ silicon, tao qua bơm. Muốn quýnh cái muốn đá lửa luôn vậy đó. Cọc thiệt luôn á. Trời ơi, quýnh đau ghê trời. Anh quýnh theo cái biến thái á. Đi ra. Không, đừng đến gần tôi. Đau sống đau. Xin lỗi gì? Anh quýnh lỡ tao gãy chân gãy tay, anh xin lỗi tao được không? Mình dở phải diễn cầm chì kiềm chế. Mình là một người nó gọi là ý thức trong cuộc đời là mình phải biết cái gì kiềm chế liền những cái thức đó. Không, bị gì bây giờ nó bây giờ có bị không bị nó có ra vậy rồi, anh có coi đi chăng nữa nó cũng đâu có nguyên vẹn lại được đâu. Trời ơi, quýnh một cái ná lửa luôn á. Đau không? Đau sống đau. Trời ơi, tôi cộng ra mặt luôn mà. Ngộp. Trộn. Rồi, bây giờ các thầy gom lại cái này. Ngồi lên đi em, Em ép. Ba bịch. Ok. Nó. 8 bịch. 8 bịch 2 chục. Trời ơi. Ok. Vô. Cảm ơn chị. Đây. Như má con. Trời ơi, đã nhiều. Đây, không có thời gian nè. Đó. Ok. Trời ơi, trời ơi má ơi má. Để đi. Ừ, vút ve người ta dễ thương thôi. Đi ra đừng đụng tôi nữa. Rồi bán hết cái hàng đó thôi. Để đi. Ok. Đây em búng nha. Bữa nay để em tô búng. Đủ em ha. Bún được bỏ em tép thôi. Rồi. Ừ, lấy đầy đủ mà đừng bỏ tép. Dạ thôi, em tép phải tép lột rồi thì em còn ăn. Mất công không ăn luôn. Ừ, đừng có nói là lột cho em nữa. Cứ lựa cái nào mà có cái sụn. Dạ. Không. Không ăn tép. Bây giờ có lột. Chị biết sao không? Chị càng nói chị lột em càng không muốn ăn luôn. Ừ. Lấy em cái con hến này. Với lại bò với gà thôi. Rồi, ok. Ê. Dạ. Em ăn rồi. Em ăn rồi á. Ủa cái này mình có đường không anh? Đưa anh cho chị thấy. Ủa. Con trai hả? Cháu hả? Có hũ đường của mình không? Dư lấy hũ đường cho. Có không? Đó, ok cho các thí sinh miếng ha. Rồi, cảm ơn nhiều. Ok bé. Ok chị Lâm. Ủa nãy ông Khánh Cao ông quýnh em cái đau lắm á. Ồ cái đứt em bơm chích thuốc không à. Quýnh em cái trồ em nhói luôn á.
cọc thiệt đó nha. Nội đó đó, giỡn kỳ cục. Anh chút lấy cái muỗng này cho em đi. Thì cái nào mà ăn cái này hay ha. Dạ. Em thích ăn cái này phải không? Sao anh? Em thích ăn mì hơn. Ờ cái nào em thích ăn là em ăn hoài à. Kỳ vậy đó. Còn cái nào mà em không thích ăn anh kêu em ăn em không ăn. Cái gì chết mẹ. Dạ ok anh ok. Rồi từ từ nha, từ từ để bánh ra rồi. Ok anh ok, cảm ơn anh. Ok. Cái này em thích ăn là em ăn hoài à. Dạ cái địa chỉ đó từ từ em mới công bố. Thấy không? Tại vì bây giờ công bố trước mà mình chưa có làm được á. Dạ ok. Rồi. Ok. Ê. Sao không sao? Sao mà nghe rì rì đây, nhậu à? Đang nhậu à? Xỉn rồi. Ủa bên đây 15 phần nè. Ok ok em. Mình làm cái quần cưới nào rớt không? Hả? Vừa quá. Mà lè quá. Giống mà lè quá. Ok bé. Cảm ơn chị. Hồi đó các thi nhớ hả? Các thi bán vé số hả? Mà mình không có mấy cái chương trình này á, mình bán không hết. Tại vì hồi đó ta tin gì đon kỳ lắm. Người ta nói với vé số đầu á, không có trúng. Mà đừng dựa vô cái tường này nè. Vé số đầu không có trúng mà vé số mà thường thường còn sót lại ở đây đang. Cho cô mượn cái ghế. Phần cuối mới trúng phải không? Phần cuối mới trúng. Phần đầu không có trúng, nói vậy đó. Trời ơi, làm mình bán ế á. Thì mấy người đó nói câu đó là làm tội nghiệp như người ta nó buôn bán á. Rồi. Người ta nói buôn bán phải là cần người mở hàng. Hói đừng. Mệt ghê á. Ok anh. Rồi xong chưa? Em đói bụng quá mọi người, em ăn em mời mọi người nha mọi người. Nhìn đi má. Cho tôi mâm cái bà Thi. Gà để người ta ăn yên coi, để người ta ăn yên coi. Từ từ nè. Em muốn tên. Đổ, nó gãy chỗ đó nó gãy. Đừng. Được, chỗ này được. Thi. Thi giận rồi. Hai phần. Rồi ok, cảm ơn. Rồi, đứng lên giùm các Thi. Ủa, anh đâu món bảo hiểm hồi nào vậy? Vậy phải không? Rồi là bán bình một phần. Rồi đứng lên xếp hàng giùm các Thi nha. Ok. Một. Ôi. Béo. À, hôm nay các Thi có sự thay đổi khi xếp hàng. Vì trời mưa, những cái người xếp hàng mua bánh ở hàng ngang đầu tiên khi tới lượt sẽ thu tiền và chuyển qua đứng xếp hàng ở đây để mà nhận bánh. Mà đi chơi gì vậy? Trời ơi, quăng ngựa bàn chút xíu vậy hả? Khổ ghê á. Cảm ơn chị nghe. Cứ bất kể làm cái công việc gì á. Cái tệ hại của buôn bán là gì? Ví dụ mình đang giao mối. Mọi người biết không? Em lấy mà để em buôn bán á. Bữa nay là 15.000. Là hồi nào giờ lấy 15.000 không? Mọi người tin không? Chỉ qua một đêm thôi. Người ta lên các Thi 20.000. Mà các Thi nó ủa sao lên không báo? Qua ngày mốt rồi, lên 25.000 luôn. Mà chỉ là mua những cái thứ mà rau củ đó. Mà lên nhau, lên một cách có một ngày trời mà lên 10.000. Cái đó không phải là tự người ta lên.
Ê lộn, không phải là tự chợ người ta lên mà tự người mua lại đi lên. Mưa nước rất là tệ cái chỗ đó luôn á, thật á, nó bị tệ cái chỗ đó. Cho nên muốn bán á, mình cứ hở mình lên, giống như cách đây mọi người thấy không? Em bán cái giá 30, nó cứ vậy hoài, không bao giờ lên luôn. Hồi đó giờ cũng vậy luôn, cái phần 30 hồi đó giờ là cách đi bỏ 4-5 phần khô vô đó. Thì 4-5 phần khô đó thì các thi cứ bỏ 4-5 phần khô vô, 4-5 phần khô vô. Cho tới bây giờ cũng vẫn vậy. Còn đó các thi có bán bịch 15, 20, 15 ngàn, 10 ngàn cũng có. Nhưng những phần khô đó lại bị giật lại. Có thể nó giống như cái bụi khô vậy đó. Không có nhiều. Mến mình thì các thi sẽ phục vụ dân tình thương mến thương. Một bịch cũng được. Còn cái trường hợp mà đến đây mà có nhiều người đến đây nè, để soi ra những cái xấu của mình, soi ra những cái sai của mình, rồi họ về họ bóc phốt mình. Nhưng họ sai rồi, tại vì họ phải hiểu là những cái sai đó đó hầu như con người ai cũng phải có. Mà riêng các thi đâu, các thi là con người mà, không phải là thần tiên. Nè, nói chuyện với bà Thi nè. Chị, nói chuyện giùm đi chị. Nè, nói chuyện giùm đi chị. Đó, đó bà Thi đó, nói chuyện với bà đi. Đó. Đó tối ngày con kẹo bà Thi hoài à. Ờ, đó bà Thi nè. Nữ bà Liên. Nữ bà Thi sao vậy? Đó bà Thi nói chuyện nghe chưa? Đó, rồi. 4 phần, ok các bạn.